81 báo báo rung con thứ hai các cụ nhé. Không ai có đèn à? Được lời phép thì nó cướp cần mẹ tí bay ra ngoài. Ui dồi. Báo tiếp này, ôi giờ đến giờ ăn đây này, lai này hai con các cụ nhá. Chào bốn cụ nhé. Dung 10 con thì con này là con thứ hai này. Con này là con thứ ba này. Anh em mày về con cá hơi lâu ấy, nhanh thì anh đi ra chim con khác. Mày ai con cá bằng cái lỗ mũi thì lắn lót mãi dễ giờ. Mồm 6 lít không? Rồi 6 lít để sang lại chim con kia chốc quay lại nữa sau. 81 báo cá tiếp các cụ nhé. Nghe được chưa? Đúng không? 6 lít. Ok nhá. Thả đi. Thả nhá. Ừ, có được không? Được, được. Báo cá thôi. Được rồi, được rồi. 6 có 2, 8, 3 con rồi đấy. Nhấp vừa được một con. 3 con đều 600. Đó. 6 lít, 3 con đều 6 lít. Ô 10 giờ tắt bảo tắt bật tiếng thì bật 1 tiếng. Thì 10 giờ thì tắt. Sao 4 cụ ấy chỗ còn đầy, hôm nay dung 10 con với con 2 lít, cá nó lên hơi chậm các cụ. Lên 3 con rồi, còn 7 con dung nữa. Ba con đều 600 hết. Thêm hai chung dung là 8.
Nào ra cho xin chụp ảnh nào. Mẹ đi câu từ hồi giờ được chụp ảnh này. Bây giờ mình được anh chụp ảnh ơi. Cái ảnh này nó lại khác cái ảnh khác. Cái ảnh này nó còn có 200 kèm theo nữa cơ. Giúp mà anh. Ừ. Ừ, em xin. Ok. Ô, đừng quá ngu. Cú bắt đi, bắt nhiều vào. Cầm đi thôi, chứ không làm gì. Chào các cụ, còn con Dung nữa ở dưới này cơ. Ba con rồi, còn 7 con nữa. Người đẹp ơi, ra cho nó sáng sủa tí nào. Để đi ra đấy, thả đi 6 lít, giữ làm gì từ nãy giờ. Ơ, bật 6 lít rồi, muốn cân chiều 2 à? Chào Lâm. Chào Lâm cụ. 81 báo cá các cụ nhỉ. Chào bốn cụ. Cân không? 6 6 chắc 6. Đi ra cho nó sáng sủa tí nữa nào. Ơi! Thôi à? À Dung nhỉ? Dung ui muốn. Dung 10 con rồi. Ấy quá. Okay. 100 nữa. Ông có 400 không? Chào các cụ nhỉ. 81 báo cá các cụ. Thôi thế. Được 6. Cân không anh ơi? Cân cân.
chào các cụ này. May ra được 6 lít. Dùng 11 cân 17 cái đâu. Để chốc tôi còn đếm bao nhiêu con tôi không nhớ được. Ok. Hả? Em gần hết giờ. Về luôn à? Chào các cụ nhé. 81 báo cá cũng. Mấy lít? Nay mình lại cân được. Cân được 9 cân. Cân được 9 cân 8 đúng không? 8 cân 9. Em đoán là 9 cân 8. Anh đoán là 8 cân 9. Được không? 12. Được không? 12.06 trừ 12.06. Đúng không? Trừ vào tin là 1 cân 7 ạ. Đổ cái đồ vào ta cân vào thế này. Qua đây không phải qua kia. Từ từ. Bật nhẹ mà. Đây cặp cái nhé, cái bản này trước em nó chỉ cân 1 cân 2. Qua đây không giống như cái bản kia. Cân 7. 6 lít. Rồi, nổi, mẹ trên này chơi vui. Ừ? Còn hết rồi. Gần hết rồi. Sắp hết rồi, chắc còn 1 2 con nữa. Ok. Xả các cụ. Tập đôi kìa. Này củ hai không? Đây ngồi đây đây. Kéo nó vào. Đây. Mấy cái kim cặp vào vẫn là xong, có gì đâu. Đã chưa? Đã
cần gì khô quá, nặng thư đồ cá gì mình nó nặng 18 cân rưỡi. Ướt dạ, ướt dạ, ướt dạ một cộng, cộng thêm cân rưỡi nữa. Chưa cân rưỡi. Thôi, 15 không anh? 17 27 á, tư. Đâu cái vật này, cái vật này của nó nếu mà ướt nó phải cân 7 đấy. Vật quanh mà. Vật quanh cái cán nó nặng. Hơn 17 cân. À còn chó. Được. Hơn 17 cân cả vợ đi gì. Hơn 17 cân. Ê, mấy giờ. Em này bố mệt mà. Nào, người đẹp nào đâu, người đẹp nào đâu. Em à? Dạ. Trời. Đợi anh tí, để anh sang. Chào các cụ nha. Cụ tơ. Chào các. 81 báo tiếp các cụ nha. Chào đi. Đáng là 3 rồi đúng không? Sao 3 cụ nhỉ? Mấy con rung này 5-6 con rồi chứ.